Mọi người bảo là ở nhà chú Linh lôi không tắm à? Tắm. Thì đấy, thì phải cho các bạn xem video lôi tắm thì mọi người mới biết là lôi ở nhà chú Linh tắm được nóng nè, xà bông các kiểu nè, thơm tho luôn. Không có xà bông nè. Hả? Ở nhà lôi không có xà bông. Ở nhà làm gì có xà bông? Ở đây có xà bông dầu gội đàng hoàng. Dầu gội này, gội đầu riêng này, rửa tay riêng này. Con có cái này. Chùi khu nước riêng này. Con có cái này. Không có cái này là cái gì? Ai? Ở đâu không có? Cái này. Cái bàn chải gì? Không phải bàn chải. Có phải bàn chải đâu? Không phải cái này. Cái này là cái gì? Cha cha như này thì có bàn chải thôi gì? Thế thì cái gì? Bông tắm à? À. Xà bông à? Không phải. Cái này mà. Cái gì mà cha cha thế? Cái gì mà cha cha nhỉ? Cái gì cha? Nói tiếng bồ nào? Tiếng bồ là cái gì? Dạ. Tiếng bồ nào nha? Là cái gì? Xà bông, không phải creamy. À, creamy, chú Linh, đập chú Linh, ui giời, tiếc thật, quên. À, cái bôi bóng da cái gì? Là không có. Ôi giời ơi, tưởng như nào. Cái mà bôi nó bóng da mọi người. Như này là chặt chân bẩn. À, biết rồi, biết cái đấy rồi. Là không có, là không có. Biết rồi, thế thì để đi mua. Để đi mua. Cái mà bôi cho nó bóng cái gì? Không thì lấy dầu ăn cũng được. Lấy ô liu ấy, lấy dầu ăn ấy. Bôi như này cho bóng này. Cái gì mà phể ấy mọi người? Cái gì nhỉ? À cái này này, phải không? Cái này gì? Creamy á. Hả? Creamy. Creamy là cái chai ấy, cái chai mà bôi cho phể ấy các bạn. Đây nè. Không thì muốn bóng ấy, để nắp.